Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Cái bản R12 mà tay ngang 3 món Shimano Tiara, nó sót một màu bạc size 46. Duy nhất có một chiếc thôi mọi người. Màu bạc, đây là coi như em gọi là màu bạc size 46. Thì giá của em bán là 15 triệu với cái bản thắng dầu và 3 món Shimano Tiara này này mọi người. Quà tặng thì em tặng rất là nhiều quà đấy mọi người. Nón bảo hiểm, đèn sau, khóa số, gọng nước, chai nhớt, bình nước với lại một cái túi và thêm một cái chân trống nữa mọi người nhé. Chân trống em tặng là chân trống dựng xe ở nhà này mọi người này. Đấy, mọi người cùng tham khảo cấu hình của chiếc này nhé. Chiếc này màu mấy màu khác thì có nhiều lắm, nhưng mà màu này thì nó có đúng một xe thôi, xe 46 màu bạc. Nếu mà anh chị nào mà thích cái màu này thì mọi người liên hệ với em nhé, mọi người cùng tham khảo cấu hình. Là bản thắng dầu thì nó đi thắng dầu đây. Thắng dầu của nó là thắng dầu Pro FM015 thắng dầu. Và tay đè của nó là tay đè Shimano Tiara 10 lít và hai đĩa là tay đè này. Đấy. Nó sẽ đi là gạt đĩa nữa này, gạt đĩa là Shimano Tiara này. Rồi, cùi đè lip là Shimano Tiara. Lip của nó thì là lip 11 răng của Sunshine này. Đấy, lip Sunshine và lip thả nhé mọi người nhé. Rồi sên thì được, sợi sên cũng ngon. Sợi sên là sên KMC. Cối nổ này. Đùm bạc đạn là trước sau hết nhé mọi người. Và nó sử dụng T-Boot, là cái bản đời mới bây giờ là toàn sử dụng là T-Boot thôi. T-Boot tức là cái đùm bên trong nó rỗng, nó to bằng cái ngón tay luôn mọi người. Đấy. Vỏ thì tất cả các dòng Twitter là đều là đi vỏ Innova. Dòng đua hoặc là Touring là đều là 700x25C. Niền nhôm 4 phân. Trục rỗng nhé mọi người. Nó dùng cái giò Scenic và 50-34 răng. Đấy, trục rỗng. Giò này là giò nhôm. Nó nhô mọi người. Ghi đông bô tăng của nó thì là nhôm và vuông và rời là đi dây từ cổ ra nhé mọi người nhé, đi dây từ cổ ra này. R12 cái màu này là màu bạc, em quay màu bạc cho mọi người xem này. Đấy, màu bạc đấy. Xe 46 nó có đúng một xe một thôi, cả lô hàng nó có đúng một xe đây mọi người. Xe carbon thì thường thường là cốt yên là phải carbon này, khung xe là phải carbon này, rồi càng là phải carbon này. Đấy, tùy từng bản nó sẽ có là ghi đông bô tăng nó là nhôm hay là carbon nhé mọi người nhé. Và tùy từng xe thì nó có sẽ là xe là bánh nhôm hay là bánh carbon nhé mọi người nhé. Còn lại là nếu mà về xe carbon thì tất cả là khung càng và cốt yên là phải là carbon đã. Đấy, đằng trước của nó thì cũng là ti bật khóa mở nhanh này, ti bút này và thắng dầu này. Em quay cái thắng dầu cho mọi người coi. Thắng dầu này là cái đĩa này của nó, đĩa Techo 160. Thắng dầu. Bản này thì em Minh bán là 15 triệu, có nhiều màu lắm. Nhiều màu, có tầm khoảng 6-7 màu. Và duy nhất có một con này thôi, em phải lắp lên để cho mọi người nhìn cái màu thực tế của nó. 15 triệu. Yên đây, yên của nó là yên bản mới. Yên bản mới là đều toàn bộ là lắp cái yên này, trông nó rất là đẹp và êm nhé mọi người nhé, đẹp êm. Bàn đạp thì vẫn là như thế thôi, bàn đạp của nó là bàn đạp nhôm. Đấy. Quà thì em Minh tặng đây, nhiều quà phết đấy mọi người ạ. 2, 4, 6, 7 chân trống nữa là 8 món quà, 15 triệu nhất là cả bao ship rồi đấy mọi người ạ. Bao ship tận nhà và tặng 8 món quà. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng, mọi người liên hệ qua số của em 0706198999 hoặc mọi người ghé trực tiếp là 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em có nhiều màu size 46-48. Nhưng mà riêng cái video này thì là có một chiếc này màu bạc thôi nhé mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người.